Bên này thì mình sẽ nói nhanh về 5 kênh kéo traffic vào phễu. Thì kênh đầu tiên đó là profile cá nhân của các anh em ha. Profile cá nhân thì không riêng Facebook ha, bất kỳ mạng xã hội nào anh em có từ Facebook, YouTube, Zalo, Instagram, bất kỳ profile nào mà anh em có cái tệp bạn bè quan tâm tới cái khóa học anh em muốn bán. Ở đây mình không nói về dropshipping ha, quan tâm tới khóa học anh em muốn bán. Rất là nhiều khóa học KTCT, làm website, làm affiliate, làm dropshipping, làm Zalo ad, Facebook ad, rất là nhiều ha. Thì đầu tiên anh em nên tận dụng kênh profile cá nhân của mình. Đến kênh thứ hai mà anh em tận dụng đó là nhóm, nhóm liên quan tới cái chủ đề khoa học anh em muốn làm. Ví dụ như dropshipping chẳng hạn thì anh em cứ search cộng đồng dropshipping thôi. Đây ví dụ như mình có một nhóm này và anh em vào chia sẻ. Kênh thứ ba đó là website, anh em tự xây dựng website rồi đặt những cái banner ở trên nó. Ví dụ anh em mình sẽ demo ha. Website của mình chẳng hạn. Hiện tại đang trống rất là nhiều cái khoảng trống ở blog bên này. Ví dụ bây giờ mình vào một bài viết ha. Anh em thấy là cái cột bên phải của mình nè. Trống rất là nhiều. Khi mà người dùng kéo xuống đọc nó trống, mình có thể thiết kế một cái banner mình để ở chỗ này và mình ghim nó nằm một chỗ, cho dù có kéo ở đâu nó nằm một chỗ ha. Ở cái banner này, nội dung là bấm vào đây để nhận hơn 50 nguồn hàng chất lượng từ dropshipping chẳng hạn. Đó. Và cái này nó sẽ dẫn về trong chatbot của mình. Thì kênh website, kênh SEO cũng là một kênh anh em có thể tận dụng được. Anh này anh em nào mà không biết làm thì mình chịu rồi, mình không thể hướng dẫn đầy đủ cách làm website như thế nào ở trong cái bộ video này được. Về YouTube, một là anh em tự tạo nội dung, hai là anh em có thể đi comment vào nội dung của người ta. Ví dụ như anh em lên mình demo là khoa học dropshipping luôn ha. Shopee đi cho nó kỹ. Đây thì video mình cũng có hai video nằm top rồi. Đó. Anh em tìm những video liên quan tới cái khóa học anh em muốn làm, ví dụ như dropshipping Shopee, và anh em vào đó anh em comment phía dưới tặng mọi người 50 nguồn hàng về dropshipping hàng. Hoặc ví dụ anh em muốn làm khóa học ở affiliate thì anh em có thể tạo một cái phễu là tặng mọi người 10 cách kiếm tiền online phổ biến nhất không cần vốn năm 2020 chẳng hạn. Blog mình cũng có một cái bài về affiliate nè. Ví dụ như là 10 cách kiếm tiền online không cần vốn được hẹn. Anh em có rất là nhiều hướng để làm ha. Thì YouTube cũng là một kênh anh em tận dụng để kéo traffic về phễu của mình ha. Và kênh cuối cùng, nhanh nhất, tốn tiền nhất và có thể thấy hiệu quả hay không luôn, đó là kênh quảng cáo Facebook. Thì mình sẽ nói sâu ở video tiếp theo trong bài số 6, cách setup quảng cáo Facebook kết nối với chatbot ha. Thì mình sẽ lưu ý anh em một phần nữa, đó là anh em để cái phần phễu á ở trong chatbot đó, anh em để ở chỗ dễ nhìn thấy ha. Ví dụ như để chỗ menu chẳng hạn. Giờ mình vào lại trong đây ha, và trong automation này. Chỗ main menu này. Đây, main menu là cái phần này, khi mà mình bấm vào đây á nó hiện ra. Lúc mình mới có chữ tìm hiểu các khóa học thôi ha. Đó tìm hiểu các khóa học, bây giờ mình sẽ thêm nhận 50 những nguồn hàng đi. Là ví dụ vậy. Bây giờ mình sẽ chọn tới cái 50 nguồn hàng mà mình đã set up trước đó. À anh em lưu ý chỗ này anh em nhớ chọn action ha. Chọn surprise. Đây. Và chọn cái chuỗi bám đuôi anh em thiết kế trước đó, dropshipping. Anh em phải nhớ cái phần này khi mà họ kích vào ha, để thì mới vào phễu được. Rồi, bây giờ mình ra mình F5 lại cái trang này cho anh em xem. Và như anh em thấy ha, nó sẽ có thêm cái phần nhận nguồn hàng dropshipping. Thì để dễ nhìn á, tại vì thường thì anh em không có thể để ở default. Ở trong cái hướng dẫn chatbot thì mình nên tắt default rồi, bỏ default đi. Anh em cũng có thể để ở welcome ha. Tại vì mình không biết mục đích anh em tạo page để làm cho một khóa học hay nhiều khóa học. Nếu như anh em làm riêng như một khóa học thôi thì anh em có thể để luôn ở
cái welcome luôn, càng dễ nhìn càng tốt. Nhưng mà ví dụ như cái bếp của anh em làm nhiều khóa học, làm cả Facebook Ads, website, làm SEO, làm dropshipping, affiliate luôn, thì anh em có thể làm chung một cái là ở menu á, nhận ưu đãi chẳng hạn. Anh em có thể sửa cái này thành là nhận ưu và open một số menu ha, mở một cái menu cha và đây là ưu đãi về affiliate, xong rồi tiếp tục ưu đãi về dropshipping, ưu đãi về website, ưu đãi về, và mỗi cái ưu đãi thì anh em làm là một kiểu chăm sóc riêng ha. Nhưng mà giới hạn của ManyChat thì anh em chỉ tạo hai cái chuỗi bám đuôi thôi thì nó cũng hơi giới hạn. Thì như mình có nói đó, với KT City thì anh em cứ chọn ở trending mà anh em làm. Thì như anh em thấy ở khoa dropshipping mình hầu như là lúc nào nó cũng nằm ở trending rồi, anh em sẽ rất là dễ làm rồi. Ngoài ra anh em muốn làm một khóa khác thì anh em có thể inbox trực tiếp với những cái người chủ khóa học nè, anh Donicho, Chris, anh em xin khóa học Thế Cương, ấy quên, xin cấp bông. Thường thì họ sẽ cho anh em xin cấp bông giảm giá 10% thôi, đừng xin nhiều thì họ sẽ cho. Ok, video này nội dung đơn giản là như vậy. Video sau mình sẽ nói sâu về quảng cáo Facebook và kết nối nó với chatbot ha.